Em xin chào các bác nhé. Em có con Onkyo LBX ở đây này. Đấy thì cái cặp này thì em xả thanh lý luôn. Có bác biết lý do tại sao không ạ? Đây, quay trở lại phía sau thì nếu bác làm thực sự là không quá cầu kỳ với cái này thì lấy con này quá rẻ luôn. Đây. Đấy, đó là cái số series của nó hơi khác nhau một chút. Tức là nó cùng đời 7 nhá, cùng đời là LBX này. Nói chung là y chang nhau hết luôn. Đây, Onkyo model LBX này. Đấy, maximum của nó là 70W này, trở kháng là 4 ohm này. Onkyo này, đấy. Con này series của nó là 9377. Đấy. Còn con này số series của nó lại là 7431. Đấy, thì tức là model cũng đều giống nhau, là đều là DLBX này. Công suất 70 trở kháng 4 ohm giống nhau luôn, nói chung là chỉ khác mỗi series thôi. Đấy thì bác nào mà ví dụ là không quá cầu kỳ về cái phần series này thì alo cho em, lấy cặp này về em xả rẻ luôn cho các bác nhá. Đấy. Thực ra kể cả em không nói series thì cũng chả ai biết đến đúng không ạ? Nhưng mà không bán như vậy thì nó là kiểu dối trá và không không thật lòng với khách hàng. Thế nên là em bán em cũng nói rõ quan điểm luôn, đó là đấy, nó khác số series. Còn ví dụ anh em nào, ví dụ bác nào mà thực sự là không quá cầu kỳ, không quá khó tính về trong cái việc cái số series thì có thể là lấy cặp này. Bởi vì giá quá rẻ đấy, còn các cái dòng này thì nó lại không phân biệt ví dụ loa trái loa phải, nó như nhau hết các bạn. Nó không phân biệt là loa bên này phải là loa trái, loa bên này phải là loa phải. Không phân biệt cái đấy, mà nó chỉ quan tâm là đấy, là giống nhau này, đấy, chỉ khác nhau về series thôi. Đấy. Con này thì màu của nó là sẫm một chút, con này thì màu nó nói chung là cũng cơ bản giống nhau thôi. Đấy, nó cũng hơi nhạt đặc hơn xíu, nhưng mà đấy các bạn nhìn con này có thể phân biệt được ngay này. Đấy. Nó cũng không bị quá là lộ thiên lắm đâu. Đấy. Dòng này các bác nhá, dòng này thì bát của nó này, bát của nó là bát 13. Bát 13 màng carbon, gân vải và tép của nó dòng chép dom. Đấy. Cái riêng cái dòng gân vải này có biết rồi đúng không ạ? Gân vải thì đánh nó mềm rồi, nhưng mà lại gân vải mà là gân xếp nhá, thì cái quãng âm của nó ấy, nó ra vào rất là rộng. Cái quãng giải tần nó rất là rộng và nó đánh tiếng nó thoát lắm, nghe nó phê lắm. Tiếng nó thoát được thì nghe nó càng phê luôn. Và các bác để ý nhá, riêng các cái dòng đời 7 mà đặc biệt là L7X hay L7FX nhá, đời cao đấy, thì đây là cái thông hơi này. Cái thông hơi này, nhiều bác bảo là thông hơi này không quan trọng, em thật quá cực kỳ quan trọng đấy. Cái thông hơi nó quyết định đến cái phần bát đấy các bạn. Với cách thiết kế thông hơi bát như này nhá, thông hơi của loa này nhá, thì nó tạo ra cái hiệu ứng trầm nghe cực kỳ phê luôn. Nếu bác nào mà nghe nhiều rồi sẽ biết cái dòng này. Nó khi nó đây như này, các bác để ý nhá, tất cả những con súp của Onkyo ấy, có phải là hay là súp của Yamaha thông thường nó đánh súp gầm không? Có thông thường là súp đánh gầm, tức là hơi nó đi xuống không? Đó, thì nó tạo ra hiệu ứng nghe nó phê lắm. Thì con này thế này, nó học của những con súp này. Khi bát đánh vào và hơi nó lén xuống này, nó tạo ra hiệu ứng âm trầm. Tức là nó không kiểu đánh như trầm nữa nha, nó đánh mạnh mạnh như trầm đâu, mà là nó đánh nó thanh hơn và mình có sự cảm nhận thực tế thì nó hay hơn. Đấy. Thì đấy chính là cái đặc điểm của dòng loa đời cao là như vậy. Đó, họ thiết kế ở đầu có sự tính toán rất là kỹ các bạn. Đấy. Thế là mình mà đã dùng chỉ có sướng thôi. Con này thì đây nó hơi bị xíu đây này, hơi bị xíu đây với cả phía sau bên này hơi bị xíu này, thì về quá có thể. Nói chung là em thấy là thợ mộc thì chắc cái này đơn giản đúng không ạ? Đấy, còn con này thì tinh tương, bên này thì rất đẹp luôn, hàng chuẩn chỉ luôn. Đấy. Này. Điếc tiếc là con này bị xíu này. Về chấm chấm nhầm tí. Còn nói chung là con lại thì là hàng đẹp đấy. Cặp này thì cặp này nó về không căng nhá, không có căng đâu. Đấy, hàng thì còn rất là đẹp đây này. Đấy. Thì ok, cặp này thì xem nào. Giá của cặp này thì bình thường của nó là 1.550.000 đấy. Nhưng mà thôi, nó hơi bị xíu với cả đây là hơi bị xíu phần này với phần sau tí em chỉ rồi đấy. Thì thôi, cặp này nó hay thì hay đấy, nhưng mà thôi xả rẻ luôn cho các bác nhé. Đấy, tôi sẽ để các bác là 1.250.000. Đấy, ok chưa ạ? Còn chuẩn ra của nó dòng này phải là 1.550.000. Chia sẻ với các bác là như vậy. Không phải em nói cao mà em bớt đâu, mà giá của nó như vậy rồi các bác nhập về rất là khoai luôn. Không phải các bác cứ tưởng là nhà em bán một đôi loa kiếm cả tiền triệu, không có đâu các bạn. Cũng nhặt vạnh từ đồng một đấy, cũng 50-110 nghìn là cũng nhặt hết đấy. Chứ không phải là một phát mà bán mà kiếm được cả mấy triệu một bộ dàn này, nó không có đâu các bạn. Nếu mà em mà thực sự mà kiếm ăn được như thế như bình luận của các bác thì em mua hết một nửa đất Mỹ Đình để em đặt hết dàn về, mời các bác đến gọi là nghe cho nó sướng luôn. Đấy, em mua hết đất khu Mỹ Đình này, xong em mua cả bến xe Mỹ Đình luôn để chuyên ship hàng cho các bác. Đấy, tậu mấy chục con xe tải luôn, tậu chuyên đi gửi hàng cho các bác, ship hàng cho các bác. Đấy, nhưng mà không kiếm ăn được đơn giản như vậy đâu các bạn. Nhập về giá nó thành nó cũng cao lắm, không hề rẻ chút nào. Rồi, về bát 13 các bác nhé. Bát 13 còn vỏ này, rộng của nó là 10
Rộng của nó là 16.5 nhá, rộng này là 16.7.5. Cao và sâu này khoảng 23.4, còn cao này khoảng là 26 27 này. Cao con này chắc khoảng 27 con nhá, cao 27. Rộng nó khoảng 16.5 và sâu nó khoảng 23 24. Đấy, đấy là kích thước của vỏ loa. Đấy thì bác nào mà chốt cặp này thì alo cho em nhá. Hay lắm các bạn, cứ dùng thử đi các bác, cứ dùng thử đi. Các bác dùng thử rồi biết được cái dòng này nó chất lượng như nào. Vâng, xin chào các bác. À bác nào chốt thì để em test bàn giao nhá. Em test đảm bảo cho các bác là bát test từng chiếc một lên ok được chưa ạ? Ví dụ như là bác, em đọc nghe này. Ví dụ như bác Hùng này ở Bình Định này có đuôi số điện thoại là 325 này. Đấy hoặc là 584 này. Đấy thì em đọc ba số cuối cộng tên các bác cộng tỉnh thành. Như vậy là à đúng hàng của các bác rồi đúng không ạ? Rồi thì lúc em sẽ test từng loa một là bát test lên ok, sau đó em mới đăng lên video và gửi cho các bác, hàng cho các bác. Đấy các bác xem video đàng hoàng luôn, mà không những các bác mà tất cả mọi người cùng xem luôn. Đấy kiểm chứng là loa đã lên. Đấy quy trình bán hàng em là như vậy. Vâng, xin chào các bác.